Xin chào quý vị các bạn, hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu bạn video sửa Sony ZL2 không nhận SIM, không nhận thẻ nhớ. Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến trường hợp của Sony ZL2 của quý khách không nhận SIM, lỗi SIM. Mà nhưng lý do chủ yếu là do dùng SIM không đúng chuẩn, cái cắm vào gây ra lỗi, gãy chân SIM bên trong dẫn đến hiện tượng là máy không nhận SIM. Khi khách hàng gặp các sự cố liên quan đến chân SIM của Sony ZL2, khách hàng vui lòng liên hệ đường dây nóng 0466750999 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn để được tư vấn và hỗ trợ sửa chữa các lỗi liên quan đến Sony ZL2 quý vị và các bạn. Xin cảm ơn.